Chắc là bài này là cái bài cực kỳ quan trọng trong tất cả những cái bài. Cho nên tôi có ghi nhận lại mấy cái điều. Thứ nhất là nãy chúng ta coi một cái bộ phim. Bộ phim đó là bộ phim nói về bóng đèn. Rồi cái tiếp nữa là mình xem cái phần cái giấc ngủ, thì để cho thấy cái một cái sự rất là liên quan giữa hai cái vấn đề này với nhau. Thì mọi người thấy là sở dĩ tôi đề cập lại là một cái điều mà ở trong cái thâm tâm mình là cứ nói đi nói lại hoài một cái câu chuyện, mà thực ra những câu chuyện nó cực kỳ quan trọng cho cái cuộc sống của mình, và ít có ai mà nghĩ đến một cái chuyện mà đơn giản như vậy mà nó có thể mà gọi là một cái bài thuốc vạn năng, một cái bài thuốc hữu hiệu mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Mà trước khi nói cái bài này á, thì nhớ lại một cái câu chuyện rất là tức cười, mà hồi xưa là cái dùng cái câu chuyện để nhạo báng những cái người thầy thuốc mà cứ lặp đi lặp lại giống như tôi bây giờ vậy đó. Tức là có một cái câu chuyện là một ông thầy ông dạy một cái đám học trò, thí dụ như hai ba chục người học trò, người nào cũng gọi là giỏi hết á. Nhưng mà riêng có một cái ông thầy á, là cái ông thầy đó là đặc biệt, là ông chỉ có một bài thuốc duy nhất, đó là bài bổ trung ích khí. Cho nên á, dân chúng ở trong làng á, là ở cái khu đó đều gọi ông là ông thầy bổ trung, là vì ổng bệnh tật gì ổng cũng cho bổ trung ích khí á. Cho nên nó tới một cái ngày mà gọi là cái ngày mà là sinh nhật của thầy là được 90 tuổi, thì ông thầy mới mời tất cả học trò lại. Thì ông mà bổ trung ích khí là một người là luôn bị chế nhạo, cho nên không ai quan tâm tới ổng. Ông ngồi một góc thôi, ổng nói câu nào, còn tất cả những người kia thì ba qua chích chè nói đủ thứ nè. Thì cái ông thầy ông mới ngồi ông nhìn, ông thấy thằng này sao cứ làm thinh, không có nói gì nữa. Thì nó cũng biết thân biết phận, tại vì nó chỉ có một bài thuốc duy nhất mà trong cái cả cuộc đời nó là bổ trung ích khí, và nó cũng là cái thằng giàu nhất ở trong đó. Cái chết là cái chỗ đó, thấy không? Thành thử là người ta nói giàu thì chả còn thèm cãi gì á, miễn là mình giàu là được rồi. Thì ông thầy ông vô tình á, là trong cái bữa tiệc ông mới bị hóc xương. Thì khi bị hóc xương á, thì tất cả những cái người học trò á, đều trổ tài để chữa cho ổng á, mà không ai chữa cho ổng khỏi được hết á. Cuối cùng á, ông thầy ổng mới nói, hồi nãy giờ tao thấy đứa nào cũng nói có mình mày không nói á, thì theo mày á, thì sao? Nói dạ, tại vì anh em nói quá con không nói, mà anh em có chữa khỏi đâu. Con nói thiệt với thầy á, con chỉ cần lấy bổ trung cái khí cho thầy uống là hết hóc xương liền. Ông thầy ổng mới bật cười, bởi vì cái câu chuyện nó đã trở thành một cái câu chuyện thường ngày rồi. Ông mới bật cười một cái thì ông giành cái cục xương ra. Thì học trò mới nói, thầy thấy không, em chỉ mới nói hơi hát của bổ trung thì thầy đã giành xương ra rồi. Thế thì trở lại vấn đề của tôi, nói câu chuyện khá là bình thường, khá là hay nhắc đi nhắc lại, mà nhắc tới nhắc lui, là bởi vì tôi đó là dùng, hồi xưa tôi công tác ở bệnh viện á, thì dùng thuốc mà để cho mọi ngủ á, là cũng nhiều rồi. Dùng cái thuốc ngủ mà theo y học dân tộc á, thì ta dùng lá vong nè, ta dùng lạc tiên nè, ta dùng huyết minh tử nè, tức là cái hạt mùn mùn á, là dùng cũng rất nhiều rồi. Thì cái chuyện mà dùng để cho ngủ á, là cái chuyện không có khó gì ở trong cái ngành y, từ cái thuốc tây cho tới cái đông y. Nhưng mà khi mà tìm ra được cái viên đá mà chồm vô dùng gan rồi đó, mà cái mà tôi thường á, là nhắc đi nhắc lại hoài, mà ở đâu tôi cũng nói, ai cũng hỏi bệnh, thưa thầy bệnh nó chữa sao, cái tôi nói lấy đá chồm nóng dùng gan, thì ai cũng cười hết á. Và bởi vì á, nó giống như cái ông thầy bổ trung vậy đó, mà tôi là người cười cho chính tôi nhất. Tại vì sao? Bởi vì tôi ghét cay ghét đắng. Ngày xưa ông thầy nào á, ông nói là thuốc đó mà trị quá bệnh á, là tôi nói chả xạo. Và tôi cũng cảm thấy là bây giờ tôi có cái bệnh cái gì cũng dùng đá để chồm gan. Nhưng mà trên thực tế nó có một cái điều mà mình phải suy nghĩ. Thì bây giờ khi càng lúc mà về sau đi nữa, thì mình đã thấy là cái
mà hiện nay mà cả thế giới quan tâm nhất thì chính ra là cái để mà làm cho máu huyết lưu thông được cái cuộc sống lâu dài chính là y mao mạch, tức là làm cho khí huyết được lưu thông. Và cái hai cái thứ mà ở trên mạng người ta thường nói nhiều nhất là hãy nói cái gì người ta cũng nói giải độc gan, rồi cái gì người ta cũng nói là nói đến đề vấn đề mà giấc ngủ, và coi giấc ngủ là như là một cái gì đó thiêng liêng nhất. Và mọi người đã thấy rồi đó, là bây giờ làm gì làm, cuối cùng ngủ là một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Thì hồi nãy chúng ta xem cái sự lợi ích của giấc ngủ cũng như bóng đèn đó, thì những cái công trình nghiên cứu của trên thế giới bây giờ đến bây giờ là để giải quyết cho được bóng đèn người ta cũng chưa giải quyết được. Cái đó là thật, sự thật. Và mọi người cứ đi khắp cả thế gian đi, ở trong cái nhất là miền Bắc này là rất là nhiều người bị bóng đèn. Nhưng mà tôi xin thưa với mọi người là bóng đèn là do cái gì? Thì bây giờ bản thân tôi kết luận hai cái. Thứ nhất là thiếu oxy trên não. Cái thứ hai là nhiệt độ của người đó dưới 36 độ C. Người nào mà bị hai cái triệu chứng đó đều bị có cái hiện tượng bóng đèn. Và tôi xin thưa, nếu mọi người khuyến khích cho người ta chườm đá nóng dùng gan thì tôi bảo đảm trong vòng một tháng người đó không biết bóng đèn là gì nữa. Cũng như tôi, là bây giờ tôi làm chiêm nghiệm với tôi bị bóng đèn nhiều lắm. Từ nhỏ tới lớn chứ không phải mới đây nha. Nhưng mà từ khi mà chườm 3 năm nay mà tôi chườm đá rồi, tôi không biết bóng đèn là gì. Và tôi đã cho thử nghiệm rất là nhiều người. Ai mà bị bóng đèn sau khi chườm đá trong một cái thời gian ngắn là một tháng thôi, thì những người đó không bao giờ than vãn cái chuyện bóng đèn nữa. Và có người chườm 1-2 năm rồi thì cái hiện tượng nó mất hút luôn. Thì rõ ràng bây giờ mà không nói tới chuyện đá mà để chữa thì thiệt là tiếc vô cùng. Và cái thứ hai nữa đó, trong cái việc mà chườm đá đó, thì một cái hiện tượng và một trong cái ba hiện tượng mà rõ nét nhất đó là giấc ngủ. Tất nhiên cũng có vài người than phiền rằng ông nói sao hay quá, nhưng mà tôi chườm thì không có ngủ được. Thì cái trường hợp đó là cực kỳ hiếm hoi. Và đa số mọi người khi đã chườm đá đúng ở vùng gan với cái độ ấm vừa phải thì không có người nào không ngủ. Mà chính cái giấc ngủ nó giúp cho chúng ta là cái gì? Cái thứ nhất là khi chúng ta giấc ngủ mà sâu vô rồi thì cái bộ não chúng ta nó tái cấu trúc lại hết. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta trở lại cái phần trí nhớ. Cho nên những cái học sinh mà hồi trước là tôi dạy ở những cái học cái trò chuyên thì tôi nói là muốn cho các em mà học cho giỏi thì phải làm sao đưa não lên đưa máu lên trên não cho nó thật là tốt để oxy nó nuôi dưỡng cái bộ não nó. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ đến cái chuyện dùng cái phương pháp bơm máu mà chúng ta học vừa rồi đó để đưa lên cho đứa bé, cộng với cái chườm đá nóng dùng gan và chườm đá nóng ở hai động mạch cảnh đó, thì đứa trẻ nó không có bị mất trí nhớ, nó không có bị stress, nó không có bị trầm cảm và nó học tốt hơn. Tôi nói vậy để cho anh lưu tâm, để mà mình suy nghĩ chuyện làm đó, hỏi mình nói cái chuyện mà cho học sinh đó. Thì chính cái đó là giúp cho nó tốt cho cái học sinh. Và như vậy là khi mà giấc ngủ mà hoàn thiện thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể có một cái sức đề kháng rất tốt. Vì những cái người mà ngủ ngon rồi đó thì cái sức khỏe họ cực kỳ tốt và ít có bệnh. Tại vì cái sức đề kháng tốt thì không có cảm cúm. Mà riêng cái chuyện mà mình sống được cái lạnh mùa đông thì mình cũng không bị cảm cúm rồi. Thì như vậy là cái việc mà sử dụng cái phương pháp mà chườm đá đến nay thì tôi vẫn cứ nói đi nói lại hoài. Chắc có lẽ tới một ngày lúc nào đó thì mình sẽ suy nghĩ ai hỏi gì thôi thì chườm đá nóng dùng gan. Và đây là cũng là bài học cuối. Và tôi mong rằng mọi người đừng bao giờ quên là chườm đá nóng dùng gan. Để chi biết không? Để một năm sau, nửa năm sau gì đó mà chúng ta có điều kiện ngồi với nhau và nói chuyện. Và tôi cũng rất mong là ngày mai là 9 giờ chúng ta có mặt ở đây ở câu lạc bộ, mời anh em hết tại thành viên câu lạc bộ rồi ai mà có thích cái câu lạc bộ chúng ta sẽ họp cái câu lạc bộ đầu tiên để tôi nói chuyện để chuẩn bị cho cái chương trình. Còn lớp học thì vẫn cứ tổ chức lớp học,
còn sinh hoạt của câu lạc bộ thì vẫn sinh hoạt câu lạc bộ, để rồi mọi người sẽ thấy hấp dẫn á, là riêng cái chuyện mà chồng đá hay không á, là mình ngồi ở câu lạc bộ mà mình kể cái chuyện chồng đá của từng người không thì nghe cũng đã sướng rồi. Một lần nữa xin cảm ơn cái câu lạc bộ là chồng đá Đóng Dùng Gan sẽ có dịp phát huy hơn cái khả năng của mình, đồng thời phổ biến cho toàn thể là bà con cô bác mình trong và ngoài nước để có một cái sức mạnh là thật là tốt ha, có một cái trí nhớ thiệt là tuyệt vời ha, rồi có một cái sức đề kháng cũng như cái bộ não được tái cấu trúc thật là tốt, để chúng ta luôn luôn là có một cái sức khỏe về thể chất cũng như một cái sức khỏe về tinh thần để phục vụ đất nước, phục vụ tổ quốc của chúng ta càng ngày càng giàu đẹp hơn. Xin cảm ơn. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.